đàn Casio piano điện Riga BX850 có một cái chức năng đặc biệt là có thể chuyển bàn phím ở bên tay trái sang tay phải và ngược lại một bàn phím bên tay phải sang tay trái, để cho có thể là chúng ta sử dụng chức năng này với hai người cùng đọc tấu đàn piano, tức là chia bàn phím ra làm hai bên trái và bên phải. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng chức năng này. Để sử dụng chức năng này thì các bạn trước tiên các bạn lưu ý với mình như sau. Trên một bàn phím piano thì mình thống nhất với nhau là các nốt đô, đầu tiên là đô 1 nằm ở bên tay trái ngoài cùng, các bạn nghe cái âm vực ha. Vậy thì trên bàn phím chúng ta có những cái nốt đô như vậy. Khi mà các bạn sử dụng chức năng này thì những cái nốt đô này chúng ta nó sẽ được hoán chuyển cho nhau một chút. Để sử dụng, trước tiên các bạn giữ phím phân sân và ngón còn lại các bạn bấm vào phím duet. Như vậy thì bàn phím của chúng ta đã được chia làm hai rồi, và được chia ngay tại nốt son và pha này. Các bạn thấy là và các bạn cũng đã thấy là bàn phím chúng ta được chia làm hai, bên đây một người chơi và bên đây một người chơi, và hai pedal của chúng ta, pedal trái và pedal phải cũng được chia làm hai, pedal bên phải thì dành cho người chơi bên tay phải. Bây giờ tôi đọc pedal bên phải cho các bạn thấy ha, và buông pedal phải. Tương tự pedal bên trái và buông. Và có một cái công thức này thì các bạn nhớ giùm mình là khi các bạn chuyển hai bàn phím cho nhau như vậy thì mặc định là phím đô 1 và phím đô 5 bằng nhau, đô 1 và đô 5 bằng nhau. Phím đô 3 ở chế độ bình thường. Mình bật lại chế độ bình thường cho các bạn nghe cả âm vực ha. Để chuyển lại chế độ bình thường các bạn cũng bấm giống y như vậy, giữ phím phân sân, bấm duet. Rồi 1, 2, 3, đô 3 đây, giống đúng âm vực lúc nãy. Mình nhắc lại ha, đô 1 và đô 5 của chế độ bằng phím tách làm hai bằng phím đô 3 tại chế độ bình thường. Và có một chức năng tương tự, dựa vào chức năng này chúng ta có thêm một chức năng nữa là có thể ở bên từng bàn phím bên trái phải khi được chia ra đó, thì chúng ta có thể tăng cung và giảm cung cho từng bên bàn phím luôn. Thì để sử dụng chức năng này thì các bạn lưu ý chúng ta cách sử dụng như sau. Trước hết các bạn nhớ điểm đặc biệt này giùm mình, trước hết là các bạn phải chuyển bàn phím về chế độ bình thường trước, tức là không phải là nằm ở chế độ duet rồi chúng ta tăng cung giảm cung, mà là phải nằm ở chế độ bình thường, sau đó chúng ta chuyển qua luôn. Và khi mà chuyển qua chế độ duet mà có tăng cung giảm cung á, thì chúng ta lưu ý là tại phím C4, tức là đô 4 thì chúng ta bấm phím đô nào thì phím đô đó trở thành phím đô 4 này. Các bạn nghe cái âm vực ha, tại đô 4 khi chúng ta chuyển qua chế độ này thì các bạn sử dụng như sau, tương tự như như nãy giờ thôi, giữ phím phân sân, rồi bây giờ bấm phím, giữ luôn phím đô S, tức không phải là bấm rồi buông ra mà là giữ luôn. Rồi bây giờ các bạn bấm phím đô nào thì phím đô đó tự động chuyển thành đô 4. Mình ví dụ mình bấm phím đô 2 ở tại bàn phím bên tay trái ha, rồi buông ra. Như vậy thì đô 2 ở bàn phím bên tay trái sẽ trở thành đô 4, rất đơn giản các bạn ha. Và tương tự bên phải mình không bấm gì hết, có nghĩa là đô 5 sẽ là bằng đúng đô 3 như bình thường. Như vậy thì rất đơn giản, các bạn có thể suy ra đô 6 cũng bằng đô 4, đúng không các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh là đô 3 ở bàn phím bên tay phải, ở bàn phím bên tay trái xin lỗi, là trở thành đô 4. Và tương tự bên này đô 6 trở thành đô 5 đi ha, đô 5 trở thành đô 4. Rồi, mình sẽ thực hiện như sau. Trước hết mình phải chuyển về chế độ bình thường. Chuyển sang bấm đô
Rồi bây giờ chuyển qua chế độ giữ tinh thần, giữ luôn đô S, bóp bên này thành đô 4, bên này thành đô 4, buông ra. Như vậy thì đây thành đô 4 và đây cũng thành đô 4. Như vậy là chúng ta có thể suy ra được đây, dưới này thấp hơn, thao tác đơn giản chúng ta có thể tách bàn phím của cây piano điện Casio BX850 thành hai phần và chúng ta cũng có thể tăng cung giảm cung cho từng bên luôn. Và chức năng này thì mình nghĩ là các bạn sẽ rất thích khi mà chúng ta hòa tấu cho hai người. Cảm ơn các bạn rất nhiều.